chào mọi người. Chúng tôi xin chào mọi người. Thì đây là dạng nho, nho đỏ Ninh Thuận đây. Thì mọi người có thể quan sát rõ đây nè. Bên tôi cung cấp bộ phân bón chuyên cho cây nho để kích thích ho ra trái, đậu quả, bảo vệ được lá và thân rễ của cây, bổ sung chất cho cây thì cây nó khỏe thì nó mới cho trái được. Đây mọi người, rất là sai quả khi chúng ta chăm sóc kỹ và bón phân đầy đủ cho cây. Chúng tôi giải quyết cái vấn đề về cây. Mọi người các thành viên đang trồng và đam mê cây nho nhưng trồng mãi vẫn không ra trái, thì hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp bộ phân bón chuyên về cây nho. Nó trộn bộ sản phẩm bao gồm 4 loại phân bón và 1 đến 2 gói sinh trưởng và 1 gói chuyên bảo vệ lá, quả và cành, tránh các bệnh thường gặp trên cây nho như biểu hiện của lá bị son ly. Cái lá nó bị son ly nè, bị rầy, bị rẹp, nó làm ảnh hưởng tới cây nho, ảnh hưởng tới năng suất của cây nho nên nó sẽ không cho ra trái. Thì mọi người hãy liên hệ chúng tôi 0186 8583 707 để được mua bộn trọn bộ sản phẩm phân bón về cây nho để chăm sóc bổ sung chất cho cây để cây được đạt năng suất hơn. Đây là vườn nho chúng tôi thử nghiệm trồng và chăm sóc phân bón đầy đủ thì cây rất cho rất là nhiều năng suất, rất là nhiều chùm. Các bạn muốn mua hàng thì hãy comment vào bên dưới hoặc liên hệ chúng tôi 0186 8583 707 để được mua hàng. Thì bộ sản phẩm bao gồm 4 loại phân bón, 1 gói thuốc tăng trưởng và 1 gói bảo vệ lá, thân, cành và trái, tặng kèm một bộ tài liệu ngắn rất là chi tiết về cách sử dụng phân bón và kỹ thuật trồng cây nho cho trên sân thượng hoặc là trên đất vườn hoặc là trước sân nhà, trong chậu, trong kiểng. Thì chúng tôi có hình ảnh cụ thể khi cắt cành, kích trái rất là được cụ thể. Rất là sai quả khi chúng ta chăm sóc kỹ và bón phân hợp lý cho cây thì cây rất sẽ khỏe, và khi đó chúng ta kích trái thì nó sẽ đạt năng suất hơn. Trái rất là to và khỏe nha mọi người. Trái rất là to và khỏe. Cây nho rất là sai quả nha mọi người. Mọi thắc mắc về cây nho mọi người có thể comment vào bên dưới hoặc gọi trực tiếp 0186 8583 để gặp Mr. trồng nho, thì sẽ tư vấn miễn phí cho mọi người về cách trồng cũng như cách bón phân.
hoặc đăng hoặc truy cập vào các đường link bên dưới để vào cái hội Thế Giới Cây Nho để được chia sẻ, được học hỏi, được chia sẻ niềm đam mê cây đối với việc trồng cây nho. Rất là sai quả. Trước mặt tôi là những người nông dân, bà con nông dân đang tỉa trái, gọi là tỉa trái để cho nó trên một chùm đó, mình chỉ để lại 60 đến 70 tỷ lệ trái trên một chùm thôi, thì để cho trái nó được phát triển, nó có không gian khoảng trống để phát triển trái nó to hơn cho nó đạt chất lượng hơn. Xin chào mọi người. Video chúng tôi hôm nay cái này là kết thúc. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh để được theo dõi các clip về cây nho hay hơn. Cảm ơn mọi người đã xem.